Thưa quý vị và các bạn, sáng 3 tháng 2, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết tại huyện Sa Thầy. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Ngọc. Thăm chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy, đoàn công tác được lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chế độ sinh hoạt, học tập, chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhắc nhở, đề nghị Ban Chỉ huy đơn vị rút kinh nghiệm, đẩy mạnh việc trồng cây xanh, cải thiện cảnh quan môi trường, tham mưu các cấp xin chuyển giao mặt bằng của đại đội bộ binh 187 cũ cho địa phương quản lý sử dụng, tránh lãng phí cũng như tăng cường công tác giáo dục, lý luận chính trị, nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia quản lý bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện năm mới sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đến thăm Đảng bộ và nhân dân xã Mô Rai, đoàn công tác được lãnh đạo xã báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho bà con nhân dân trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ nhân dân xã Mô Rai sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết Nguyên đán vui tươi đầm ấm. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Mô Rai tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho bà con nhân dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, mồ côi, neo đơn, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, không chạy theo thành tích, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm rừng, đốt rừng làm nương rẫy. Tại đồn biên phòng Mô Rai, đoàn công tác được đơn vị báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả công tác dân vận, tham mưu phối hợp hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế xã hội, quản lý bảo vệ rừng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, cũng như bảo vệ tốt chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới, triển khai kế hoạch đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Nhân dịp này, đoàn công tác đến viếng, dâng hoa tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử điểm cao Chư Tan Kra, xã Gia Xia, huyện Sa Thầy.